Đây, hôm nay hai bố con sẽ luyện lại học học toán lớp 1 nhá, với bài tập toán đây này. Ôi, xoay lại cái nha. Đây, đây là ôn tập nha. Bài số 1 là các bạn học toán đây này. Các bạn ngồi quánh mà không có cô giáo nha. Đây này, học toán các hình học này. Có các hình học học toán. Hình nào cũng có trên bàn này. Toán nó cũng cả số cả hình đấy. Đây này, con bạn gái đang học hình gì đấy nha? Hình tròn, hình vuông đúng không? Em vuông cũng học à? Đây này, đây là gì? Dấu gì đấy? Dấu bé. Số. Lớn hơn bé hơn đúng không? Bé. Rồi, bài này đơn giản rồi đúng không? Bé. Rồi, sang bài số 2 là bài gì đây? Xin lỗi. Bài này có tựa đề là nhiều hơn và ít hơn. Thì con nhìn hai hàng cây này. Thì hàng cây nào nhiều cây hơn? Đúng rồi, hàng này ít cây hơn. Tương tự cái này cũng vậy. Đấy là quả này, còn đấy là hoa. Thì hoa nhiều hơn là quả nhiều hơn? Quả. Hoa. Hoa chứ, hoa bốn hoa. Em 13 tuổi nên là chưa được được. Còn đấy là cái thia hay cốc này. Thì cái nào nhiều hơn? Thia. Vâng, cái gì to lớn rồi. Đúng rồi. Con ở đấy, đấy nhiều hơn ít hơn đi. Mũ với cả đầu, mũ đổi lên đầu đúng không? Thì à, cái này mình sáng học rồi này. Đâu, cái này là gì? Hình xếp hình con chim và cái thuyền thì lớn hơn đúng không? Rồi, bài này đơn giản thôi đúng không? Tao ôn tập sang bài hình vuông hình tròn mà. Hình vuông hình tròn này, em bố này, cái này đổi em bố được đấy. Đây hình gì? Hình gì nhỉ? Ánh sáng đi điểm đấy, có mấy hình vuông đấy? Hình vuông đúng rồi đấy. Hình tròn. Đúng rồi. 16. 16 hình vuông đúng rồi, 16 là 16 hình vuông nhỏ đúng không? Dạ. Chưa kể là có hình vuông to này. 17 đây có các hình vuông gồm 4 hình vuông này này. Rất là nhiều. Để con xem. Rất là nhiều thôi, cái đấy là bài khó, hôm sau rồi sau đúng không? Tô màu này, sáng tô đúng rồi này, màu hình tròn màu khác này. Hình màu khác này, cái này màu hôm trước chưa có nên con này đúng không? Dạ. Rồi, bài số 3 rồi, bài số 4 là gì đây? Hình tam giác. Hình tam giác gồm có mấy cạnh đấy? Sáng. À, hai cạnh. Không, em 4 rồi. Bằng tuổi em 4 á. Ba cạnh đúng không? Nào. Đây, tô màu. Rồi, ánh sáng tô màu hình tô màu gì đây 4? Tô màu à. Em là biệt. Ánh sáng trả lời mà. Tô màu hình nhá. Hình gì đấy? Hình vuông. Hình vuông hình tròn là giống như hình ngôi nhà đúng không? Đấy này, đấy là mái ngói này. Ơ, bố cả cái cửa nữa. Đúng rồi, cái cửa để đi ra đi vào nữa. Cái thông này. Rồi, bài này cũng dễ. Luyện tập tô màu các hình nha. Đấy là các hình gì? Bố đọc nhanh. Hình tròn. Hình này. Hình tam giác. Đúng rồi, hình này đây này. Dạ. Square. Đây bố, để con đọc cho. Bố chỉ đi. Rồi. Hình tròn. Bố. Hình tam giác. Bố. Hình vuông. Bố. Hình tròn. Đúng rồi. Rồi, xong tiếp theo là bài gì nào? Ô, bài các số này. Các số bắt đầu là lớp 1 bắt đầu chúng ta học thứ số mấy đấy? Số 1 đến 3. Số 3. Em muốn là số này số gì? Số 2. Số này số 3. Quá, em 43 tuổi mới học được lớp 1 ra à? Liên tập giống lớp 1 rồi. Rồi, em 4 này, đấy là mấy, có mấy con gà đấy? Dạ, 1. Đúng rồi, đấy mấy bông hoa? 2. Quá, đúng rồi. Đây có mấy cái cây? 3. Quá, giống ánh sáng. Đấy mấy cái thuyền? Dạ. Số mấy cái thuyền đây nhỉ? Thuyền đấy, mấy cái thuyền đấy, thuyền giấy đấy. Thuyền giấy. Nghe khó đấy. Mấy con chim đấy? Dạ. 2 con chim. Đúng rồi. Rồi, để bài 3 này, viết số này. Viết số hoặc vẽ dấu chấm tròn thích hợp. Bài này anh sáng chưa làm được à? À, dạ. 1. 2. Đó, 3 dấu chấm này.
Wow, anh sáng biết nhưng mà anh sáng chưa làm. Má chấm. Má chấm. Đây. Đấy đang luyện tập lại bây giờ mà. Đây luyện tập tương tự bên này giống bên này rồi anh sáng biết rồi đúng không? Em ôn tập lại em ôn lấy số mấy? Dạ số 1. Số 3. Ừ. Số dừa này mà. Số giống con vịt này mà. Dạ. Số này mà. Số 2. Đúng rồi, số này. Số 3. Đúng rồi, em ôn gần như trang lớp 1 đấy đã thầy. Giờ bây giờ học đến từ số 1 đến số mấy đây nha? Thêm 2 số nữa. Từ số 1 đến số 5. Đúng rồi, số 5 là thêm số 4 và số 5 đây này. Rồi. Rồi, thì đấy là mấy quả chuối đây. Rồi, anh, thôi anh sáng đếm nhanh mà. 2 4 5 1 4 chỉ 3 rồi. Rồi, mấy cái luyện tập này thì anh sáng học được rồi. Rồi, em bốn luyện tập xem nào. Em bốn luyện tập cái này, mấy bàn đây. Mấy bàn học ở đây. Anh sáng. Anh sáng thì biết rồi, bố hỏi em bốn 3 tuổi mà anh sáng lớp 1 6 tuổi rồi. Số mấy đấy? Số chi? Số 5. Ừ, là 5 bàn. 5 bàn, mấy con gà đây? Chi? Mấy con gà? Em bốn vẫn dùng. Không, đấy là em bốn chưa học. Đây mấy con chó đấy? Em bốn vẫn dùng bàn dùng buổi sáng ạ. Rồi, cái này hơi là rồi. Ồ, em bốn vẫn dùng bàn dùng ở trên lọc con ạ. Là bàn dùng nó để chi cả cái này chi hay. À. Như là ôn tập nốt bài dấu các dấu bé hơn và lớn hơn là nghỉ nhá. Yeah. Đấy người ta gọi là dấu bé hơn này, dấu bé hơn này anh chàng này, bé hơn này anh chàng, dấu bé hơn này đúng rồi này, thì dấu bé hơn sẽ đặt giữa hai số đúng không? Yeah. 1 và 3 thì số thì sẽ đặt dấu. Dạ. Yeah. Bố biết mình răng có điện dấu bé dấu bé nhánh không? Răng con điện thế nào? Bé là khi mới nhọn con. Cô nói bay là cái mũi nhọn toàn điền vào chỉ vào số bé hơn là có làm ăn rửa. À đúng rồi, mũi nhọn là số bé hơn, sau đó là số lớn hơn đúng không? Là đây này chẳng hạn như 4 bé thua 3 này, 1 bé thua 5 này. Đúng chưa? Anh sáng xem kiểm tra lại ba anh sáng nổi đây xem đúng như nào. Đúng rồi. Bé thua nào? 1 bé thua 2, 1 bé thua 3, 4 5. 2 bài thua 3, 2 bài thua 4, 2 bài thua 5, 4 bài thua 5. Đúng rồi, anh sáng đổi đúng rồi bố nào. Chị đấy. Số 1. Rồi, xem là lớn hơn mà. Dầu lớn hơn thì sáng phân biệt theo kiểu gì? Phân biệt theo kiểu... Kiểu gì? Mùi nhọn là số bé hơn đúng không? Yeah. Cùng thế cùng đưa, cùng nhánh. 5 bài thua 3, 3 bài thua 3 lớn hơn 2. Đó là cái này giống ngay. Đúng, 2 dầu chấm đó, đúng rồi. Thôi, giờ là anh sáng biết dấu lớn hơn bé hơn rồi đấy. Hôm nay ôn tập đến 10 bài thì được rồi nhá. Rồi, chào nhá.